Thằng Lâm đâu rồi? Thằng Lâm đâu rồi? Có chuyện gì vậy? USB của tao đâu? Cái gì vậy? Mày bình tĩnh đã. Bình tĩnh cái gì? Mày vô phòng làm việc của tao làm cái gì? Mày làm gì với cái ấy? Mày bình tĩnh nghe con nói được không? Không ba con gì ở đây hết. Trả lời. Ý của tôi á là tôi có tới hai cái USB lận. Ba cần cái nào? Khủng khiếp. Mày thả thằng Lâm ra nha. Mày mà làm gì tao quýnh mày chết cha mày á. Mày câm miệng mày. Không ai nói tới mày. Trả lời tao biết. Mày lấy hai thứ đó làm cái gì? Tôi đã khuyên ba rồi, là ba hãy dừng những cái chuyện làm ăn phi pháp của ba lại. Mà ba đâu có nghe tôi. Mày câm miệng mày. Tao làm tất cả mọi thứ để dâng hết cho mày. Cuối cùng mày là người đấm sau lưng tao, đuổi ông tay áo. Ông nuôi nó được ngày nào mà ông nói câu đó hả? Đồng, em cứ để cho thằng Lâm nó giải quyết. Tôi nói cho ba biết, tôi làm như vậy á chỉ để giúp ba nhẹ tội bớt thôi. Nếu như mà bây giờ không dừng những chuyện đó lại, đợi đến lúc công an họ phát hiện ra, tới lúc đó án của ba sẽ không có nhẹ đâu. À, thì ra mày toa rập với đám mặt rẹp này để trả thù tao chứ gì? Cái này không phải là trả thù, là mày bị quả báo đó. Mày cấm miệng mày. Tại sao mày xí vô chuyện nhà tao vậy? Tôi không có trả thù ba. Tôi chỉ muốn ba về đúng nơi mà ba đã xuất phát, trước khi mà ba thuê người đánh mẹ của tôi. Mày, alo, tôi nghe đây. Dạ chú ơi, chú về công ty gấp, có mấy anh công an tới công ty rồi gặp chú gấp á. Cái gì? Công an? Được, tôi sẽ về đi. Tụi bay hay lắm.